của pháp luật hiện hành, để thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất đai, nhà đầu tư phải thông qua hình thức giao đất hoặc cho thuê đất. Vậy việc giao đất, cho thuê đất cần thực hiện dựa vào những tiêu chí nào? Phóng viên Phố Bất Động Sản đã có cuộc trao đổi với luật sư Phạm Văn Thuận, công ty luật Bảo Tín để làm rõ về vấn đề này. Thưa luật sư, theo quy định của pháp luật hiện hành thì tiêu chí và điều kiện như thế nào thì được giao đất và cho thuê đất ạ? Cụ thể là theo quy định tại Điều 52 của luật đất đai năm 2013, khi thực hiện việc giao đất, cho thuê đất thì người ta sẽ phải căn cứ vào hai tiêu chí chính. Thứ nhất là đối với cái phần đất đang thực hiện việc giao đất, cho thuê đất sắp tới là có phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của cấp huyện, đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hay chưa. Thứ hai là phải căn cứ vào cái nhu cầu thực tế của người dân cũng như các tổ chức khi thực hiện cái việc yêu cầu giao đất, cho thuê đất thông qua những cái dự án đầu tư cũng như những cái đơn của người dân trước khi thực hiện cái việc là yêu cầu giao đất, cho thuê đất. Và thực tế hiện nay thì chúng ta có thể thấy rằng là cái vấn đề là quy hoạch sử dụng đất của cấp huyện, thì để biết được là cái đất này phù hợp với quy hoạch hay không thì đầu tiên là chúng ta phải liên hệ trực tiếp với cái ủy ban nhân dân cấp quận huyện nơi có đất trước khi thực hiện việc giao đất, cho thuê đất. Thứ hai là chúng ta liên hệ với ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thực hiện cái việc là giao đất, cho thuê đất, để xem là ủy ban nhân dân cấp tỉnh này họ đã phê duyệt đối với cái quy hoạch sử dụng đất của cấp huyện kia hay chưa. Thực tế hiện nay thì cái việc quản lý và sử dụng đất đai vẫn còn rất nhiều hạn chế, đặc biệt là cái việc tiếp cận sử dụng đất đai đối với cả các cái tổ chức cá nhân, đặc biệt là các vùng dân tộc thiểu số. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể giải quyết được vấn đề này? Hiện nay ở những điểm cộng đồng dân cư, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa thì họ rất ít được biết đến những vấn đề này. Nên là cái vấn đề này chủ yếu nó liên quan đến cái vấn đề tuyên truyền pháp luật cũng như mở rộng pháp luật và cái việc là tiếp cận cũng như là điều kiện tiếp cận đối với pháp luật của những cái vị trí đó. Nên là đối với tôi thì ngoài những cái điểm cộng đồng dân cư, đặc biệt là các vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng cũng như trong phạm vi cả nước nói chung, để đẩy mạnh hơn nữa những quy định pháp luật đất đai ngày càng đến người dân, thì ngoài việc là phát triển các kênh công nghệ thông tin đại chúng thì chúng ta có thể đầu tư cơ sở vật chất để cho người dân là tiếp cận nhiều hơn vấn đề này. Vâng, xin cảm ơn luật sư tham gia trả lời phỏng vấn của kênh VTC1. Loạt chính sách tháo gỡ. Tuy nhiên, tâm lý sợ sai khiến một số địa phương chưa mạnh dạn tháo gỡ cho doanh nghiệp. Đây là ý kiến chuyên gia tại hội thảo Gỡ vướng rào cản địa ốc, thúc đẩy tăng trưởng do Báo Đầu tư tổ chức sáng nay. Theo thống kê, hiện tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh có tới 700 dự án gặp vướng mắc không triển khai được. Các đại biểu đề nghị Chính phủ cần nhanh chóng ban hành văn bản hướng dẫn, đốc thúc các địa phương triển khai nhanh các chính sách như gói 120.000 tỷ dành cho nhà ở xã hội, thúc đẩy cấp phép cho các dự án đủ điều kiện triển khai. Về thị trường vốn, tháo gỡ chính sách để doanh nghiệp có thể tái khởi động việc phát hành trái phiếu. Các chính sách này sẽ là nền tảng để ngành bất động sản phục hồi nhanh. Theo báo cáo thường niên xu hướng thị trường chung cư, chung cao cấp Hà Nội năm 2023, triển vọng giai đoạn 2023-2025, dự kiến trong năm 2023, nguồn cung sơ cấp cả thị trường đã sấp xỉ 14.000 đến 15.000 căn. Lượng căn tiêu thụ dự báo dao động khoảng 10.000 đến 12.000 căn, giảm nhẹ so với giai đoạn 2020-2022. Tỷ lệ người mua để ở sẽ có xu hướng gia tăng. Trước tình hình này, đại diện Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam cho rằng giá bán chung cư chung và cao cấp sẽ không giảm và có xu hướng tăng nhẹ. Tốc độ tăng giá sẽ chậm lại so với giai đoạn 2020-2022. Nhiều chủ đầu tư sẽ tiếp tục đưa ra nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn, có lợi cho dòng tiền của những người mua nhà. Từ ngày 1 tháng 6 tới đây, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ áp dụng mức thu phí mới thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố. Cụ thể, trong trường hợp thẩm định hồ sơ để chuyển nhượng, các hộ gia đình, cá nhân cần đóng mức phí 1.010.000 đến 1.400.000 đồng thay vì 650.000 đồng đến 950.000 đồng như trước đây. Bên cạnh đó, các tổ chức phải đóng 1.800.000 đồng đến 2.250.000 đồng khi thẩm định hồ sơ để chuyển nhượng, thay vì mức phí 950.000 đồng đến 1.650.000 đồng như trước đây. Theo báo cáo của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về số liệu nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, trong quý 1 2023,
hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn thành phố tăng trưởng âm với mức sụt giảm âm 16,2%. Ngành kinh tế liên quan chặt chẽ là ngành xây dựng cũng tăng trưởng âm là âm 19,8%. Theo Sở Xây dựng thành phố, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có nhiều diễn biến khó lường, việc kiểm soát chặt kênh tín dụng, ngân hàng, phát hành trái phiếu cũng như việc tăng lãi suất từ cuối năm 2022 đã khiến nhiều doanh nghiệp bất động sản gặp khó khăn về nguồn vốn đầu tư, người dân không tiếp cận được vốn vay, thanh khoản thị trường xuống thấp. Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị bước vào mùa du lịch, hè hàng năm thì đây là thời điểm thị trường bất động sản Đà Nẵng sôi động nhất. Thế nhưng năm nay, tình hình lại ngược lại khi mà hầu như chỉ có người bán mà không có người mua. Bất động sản đóng băng không chỉ là dự báo mà đã diễn ra ở Đà Nẵng. Những sàn giao dịch bất động sản hiếm hoi còn mở cửa ở Đà Nẵng. Hàng ngày, số khách hàng đến bán cứ liên tục tăng, nhưng người mua thì vắng bóng. Cứ vài ba ngày, bảng giá đất lại điều chỉnh theo hướng giảm dần, nhưng vẫn rất hiếm có người đến hỏi mua. Mấy hôm nay đất ở đây giao dịch thì hầu như là đứng hẳn, không giao dịch luôn. Văn phòng mình thì cũng tạm thời mới đóng cửa. Từ đầu năm 2023 đến nay, hầu hết các văn phòng giao dịch bất động sản tại thành phố Đà Nẵng đều đóng cửa, chủ yếu để phục vụ phân khúc nhỏ khách hàng có nhu cầu xây nhà ở. Đang chờ cái động thái của ngân hàng để mà người dân có thể tiếp cận cái nguồn vay. Đa số là mọi người nhu cầu chủ yếu là mua ở là chủ đạo. Theo ghi nhận, hiện nay phân khúc đất nền ở Đà Nẵng nhiều khu vực đã giảm hơn 1 tỷ đồng một lô so với thời điểm cuối năm ngoái mà vẫn không có giao dịch. Các chuyên gia đánh giá, bất động sản là thị trường cung cầu, nhưng hiện nay chỉ có cung, không có cầu. Thế nên, thị trường đã đóng băng, và nếu kéo dài thêm thì sẽ có nhiều hệ lụy khác như vỡ nợ, phá sản. Thì hiện nay cái vấn đề căn bản chính là cái sự đứt gãy dòng tiền trên cái thị trường và cái niềm tin, đặc biệt niềm tin của nhà đầu tư đối với thị trường tài chính và thị trường bất động sản nói riêng thì nó xuống ở cái vùng đáy, vùng trũng rồi. Nếu như mua giá bây giờ, thị trường tiếp tục đi xuống nữa thì họ sẽ lỗ. Mà thị trường bây giờ mà nếu như cầm 50% hoặc là vay tiền ngân hàng nhiều hơn để mua đất thì điều đó không bao giờ xảy ra, vì người ta không bao giờ dám vay ngân hàng để mua. Hiện nay, trông chờ lớn nhất của thị trường bất động sản Đà Nẵng vẫn là các chính sách tài chính và các giải pháp tháo gỡ sẽ hấp thụ vào thị trường. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng thị trường bất động sản tại Đà Nẵng sẽ còn đóng băng kéo dài đến tận cuối năm nay. Đến đây bản tin phố bất động sản ngày hôm nay xin phép được khép lại. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trên sóng VTC1.